Chào anh. Quỳnh đấy hả em? Ở ngoài em xinh hơn trong ảnh đấy. Hôm nay anh rất vui, thưởng cho em. Cảm ơn Daddy. Ông là Đại, chủ tịch AMG. Các cậu là ai? Vào thẳng vấn đề này. Trong đây là toàn bộ hình ảnh, chứng cứ về đường baby của ông. Sao các người lại biết? Giàu, nhưng mà còn non lắm. Muốn vợ ông biết chứ. Các người muốn gì? 2 tỷ, mọi thứ sẽ biến mất. Triển khai kế hoạch. Chào anh. Rất vui được làm quen với em. À, ta lừa chồng bà. Lên phường. Bỏ ra hả con? Không bỏ đấy. Thằng nào chủ mưu? Là tao, thì sao? Biết bố mày là ai không?